chức ân xá quốc tế lại dở bài thông cáo về nhân quyền. Vẫn chiều bài dân chủ nhân quyền, tổ chức ân xá quốc tế đã lợi dụng công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người, thậm chí cho rằng việc đưa lực lượng công an, quân đội vào thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 là đang cản trở nhiều người bị tổn thương khi họ không tiếp cận được nguồn lương thực để sinh tồn trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Vẫn những luận điệu xuyên tạc. Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2021, trong cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh và các vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được bền vững hơn, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16, dự kiến đến hết tháng 9. Đây cũng là chủ trương được các lãnh đạo thành phố cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với thực tiễn dịch COVID-19 trên địa bàn. Bởi so với mục tiêu mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đề ra đến ngày 15 tháng 9 kiểm soát được dịch bệnh và so sánh với một số tiêu chí của Bộ Y tế thì thành phố chưa đạt được. Ngay sau đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra cái gọi là thông cáo kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền khi dùng quân đội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế lo ngại vi phạm nhân quyền ở Việt Nam khi giãn cách kéo dài. Trong nội dung của thông cáo này, Tổ chức Ân xá Quốc tế quy kết cơ quan chức năng Việt Nam phải có những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn một số cuộc khủng hoảng về nhân đạo và quyền con người, khi mà những biện pháp giãn cách nghiêm ngặt này ngày càng gây hại cho những đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội. Thông cáo dẫn lời của bà Emmeline Gin, phó giám đốc nghiên cứu trong khu vực, cho rằng biện pháp giãn cách được quân đội giúp thực thi đang cản trở nhiều người bị tổn thương, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, không tiếp cận được nguồn lương thực để sinh tồn trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Nực cười hơn khi bà Emmeline Gin suy diễn, AI nhận được báo cáo từ những nguồn tin đáng tin cậy rằng vô số người gần như không nhận được nguồn lương thực hỗ trợ. Nếu Việt Nam tiếp tục biện pháp giãn cách được quân đội hỗ trợ thực thi, lực lượng này cần phải cung ứng những nguồn duy trì cuộc sống đến cho những thành phần đang bị tổn thương và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho họ. Không chỉ xuyên tạc, vu cáo việc lực lượng vũ trang tham gia chống dịch COVID-19 là vi phạm nhân quyền, là cản trở nhiều người bị tổn thương. Tổ chức Ân xá Quốc tế còn quy kết rằng lực lượng công an đã tiến hành phạt và bắt giữ nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội, chỉ trích các biện pháp chống dịch của cơ quan chức năng cũng như xử lý hình sự là không thỏa đáng và lên án đó là những biện pháp mạnh tay với lý do ngăn chặn dịch bệnh, có thể làm phương hại đến hiệu quả công tác chống dịch COVID-19. Dù núp bóng hay che đậy dưới các hình thức hay vỏ bọc nào đi chăng nữa, thì bản chất của một tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để đưa ra những nội dung sai sự thật, từ đó can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam, của Tổ chức Ân xá Quốc tế vẫn không thay đổi. Từ khi được luật sư người Anh là Benenson thành lập vào năm 1961 đến nay, dưới vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ NGO. AI đã núp bóng dưới một tổ chức mang danh nghĩa quốc tế để xác định mục tiêu hoạt động nhằm giải phóng các tù nhân lương tâm, đảm bảo các phiên tòa diễn ra công khai và công bằng, giúp đỡ những người tìm chỗ nương náu chính trị, hợp tác với các tổ chức cùng mục đích nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền. Từ đó, hàng năm AI thường xuyên đưa ra những báo cáo thường niên về cái gọi là tình trạng về tù nhân lương tâm và đưa ra những nội dung xuyên tạc, vu cáo một cách trắng trợn về tình hình các tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam. Nhiều trường hợp, tổ chức này còn lớn tiếng đòi chấm dứt việc bắt bớ và lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt việc tra tấn và đối xử tàn bạo tại các đồn công an, trại giam. Hiện thực phản bác các luận điệu vu cáo của AI. Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều chỉ thị tăng cường các lực lượng tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, trong đó có lực lượng quân đội và lực lượng công an. Việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với những minh chứng về kết quả đạt được trong phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đã một lần nữa cho thấy việc tăng cường các lực lượng, trong đó có công an, quân đội là vấn đề rất cần thiết, cấp bách, giữ vai trò quan trọng trong phòng chống dịch, giúp tăng cường thêm nhiều nguồn lực cho địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, số ca tử vong lớn, phải thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội, thì việc chi viện của các lực lượng công an, quân đội trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội được tăng cường trong công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, vừa cung ứng nhu yếu phẩm, vừa thông tin, cập nhật chính sách, thông tin mới, hướng dẫn người dân chống dịch COVID-19. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của quân đội công an đã được tăng cường để chăm sóc y tế, giúp tầm kiểm soát dịch bệnh, khám chữa bệnh, điều trị F0. Họ đã tham gia các tổ, chốt, trạm kiểm soát cố định và cơ động để tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành quy định và bảo đảm an ninh trật tự trong thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, sự phối hợp của các lực lượng, các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân ở những khu phong tỏa, cách ly với điều kiện tiên quyết là bảo vệ tuyệt đối an toàn và không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Đồng thời, tổ công tác đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
là những người trực tiếp lo chuyện hậu sự, nghĩa tình cho những người không may qua đời vì Covid-19. Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nên khi có người qua đời vì Covid-19, những người thân không thể có mặt ngay để lo hậu sự. Đội công tác thay mặt gia đình thực hiện từ khâu khâm niệm đến lúc bàn giao tro cốt cho người nhà. Những gia đình chưa thể nhận tro cốt thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ, lo hương khói chu đáo, thể hiện trọn vẹn đạo lý của người Việt Nam. Bên cạnh cuộc chiến chống giặc dịch Covid-19 vẫn đang đầy cam go, thử thách, thì cuộc chiến chống tin giả, bảo đảm vùng xanh không gian mạng cũng là gian nan với các thế lực thù địch phản động, các tổ chức cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam hay cả một số người vì sự thiếu hiểu biết đã đăng tải các thông tin độc hại, sai sự thật về dịch Covid-19, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch Covid-19 ở Việt Nam. Việc thực hiện các vùng xanh trên không gian mạng, trong đó có xử phạt hành chính hay bắt, xử lý hình sự đối với những người đăng tải các thông tin tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc về dịch Covid-19, lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá nhà nước là nhiệm vụ của lực lượng công an thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được quần chúng nhân dân ủng hộ. Việc AI cho rằng cơ quan công an phạt và bắt giữ những người lên tiếng trên mạng xã hội vì chỉ trích các biện pháp chống dịch của cơ quan chức năng hay lên án xử lý hình sự không thỏa đáng các đối tượng làm lây lan dịch bệnh là những luận điệu xảo trá. Thực tế, xử lý hành chính hay hình sự với những cá nhân nói trên không phải vì chỉ trích trên mạng xã hội như tổ chức này vu cáo, mà là việc cơ quan chức năng xử lý hành vi cố ý đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội, hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, cùng với đó là nhiều vụ chống người thi hành công vụ. Những công việc cán bộ, chiến sĩ quân đội công an đang nỗ lực thực hiện, tất cả đều vì mục tiêu đồng hành cùng nhân dân, chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, cùng chia sẻ, giúp đỡ đồng bào trong khó khăn hoạn nạn. Chỉ có những ai không có lương tâm, không có nhận thức, mới coi việc làm cao cả, thiêng liêng đó trở thành cản trở nhân dân như luận điệu của AI.